Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một ngôi nhà đấy. Nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có một viên đá thôi này và đất nặng các màu luôn. Mình sẽ làm thân ngôi nhà này màu vàng này. Bây giờ làm cái mái rất là kỳ lạ đúng không? Giống như trong ngôi nhà trong những câu chuyện cổ tích ấy. Cửa này, mới đầu thì mình làm cửa màu như này nhưng mà sau các bạn sẽ thấy kết quả là cửa màu khác đúng không? Tại vì mình thấy nó không hợp với ngôi nhà. Và đây là ngôi nhà nằm trên một hòn đảo, xanh đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái những chiếc kim ấy mình chọc và tạo thành kiểu cảm giác cho nó tự nhiên ấy. Đây là đường đi nè, mình định làm đường đi ốp gạch trắng đấy, nhưng mà nhìn nó hơi kỳ quặc giống những cái nấm đúng không? Thế những cái lỗ vào. Bên cạnh là những lùm cây này, mình làm đơn giản thôi, chỉ viên viên thành những viên, những cái viên tròn nhỏ thôi ấy. Mình để xung quanh thôi, giống như ngôi nhà trước mình đã làm ấy. À, có một cây dây leo này, mình làm lá cho nó, một vài chiếc lá thôi. Giống cây trong chuyện cổ tích không các bạn? Bây giờ mình sẽ làm hoa nè. Đây mình đã làm được một bông hoa rồi, bông hoa thứ hai và 3 bông thôi. Tiếp theo mình sẽ làm những kiểu như là cây nấm nhỏ ấy ở dưới ấy. Nấm không là hoa. Các bạn nhìn thấy giống nấm hay giống hoa nhỉ? Mình nghĩ là bông hoa đấy. Xung quanh nhà thì toàn hoa luôn. Các bạn thấy mình làm dễ không? Tết đen xong rồi nè. Ngắm ngôi nhà của mình nào. Chắc là ngôi nhà trong mơ của mình đâu. Các bạn thích ngôi nhà nào hơn nhỉ? Mình thì thấy hai ngôi nhà có sức khác nhau lắm. Mình thích ngôi nhà số 1 hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.